Hà Nam họp về dự án 1 tỷ USD tại thành phố Phủ Lý. Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD. Các hộ dân có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng sẽ được bố trí đất tái định cư và hỗ trợ mua nhà ở xã hội. Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy vừa có buổi gặp mặt đối thoại với nhân dân xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý để thông tin về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, một số định hướng về phát triển kinh tế đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới và một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng đối với dự án khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo. Thông tin về dự án khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy cho biết, dự án này có tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD, bao gồm các hạng mục đô thị, thương mại dịch vụ, công viên chuyên để phục vụ vui chơi, giải trí, phục vụ người dân và du khách. Quy hoạch tổng diện tích dự án khoảng 145 hectare trên địa bàn 4 xã, phường, Quang Trung, Lam Hạ, Tiên Tân, Tiên Hiệp, trong đó xã Tiên Hiệp là khoảng 29,9 hectare. Theo thống kê, có 112 hộ dân địa phương có diện tích phải thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, đối với các hộ dân có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ tái định cư dự án, tỉnh sẽ bố trí đất tái định cư đảm bảo hạ tầng đồng bộ. Tỉnh sẽ bố trí cho các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất được học nghề, đào tạo việc làm cũng như bố trí việc làm tại dự án. Người dân thuộc diện bị thu hồi đất cũng sẽ được hỗ trợ mua nhà ở xã hội. Khi khu đô thị được hoàn chỉnh đưa vào khai thác, sẽ thu hút khách du lịch đến lưu trú tại tỉnh, giúp làm tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố. Sau khi nghe phương án đền bù, các hộ dân nằm trong diện thu hồi đất quy hoạch cơ bản thống nhất. Đối với đất nông nghiệp, người dân nhất trí bàn giao, đồng thời đề nghị trồng cây xanh quanh khu vực có mồ mả. Giữ nguyên các công trình tâm linh như miếu, đình, chùa, vị trí khu tái định cư cần bảo đảm tốt hơn nơi ở cũ. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề mà các hộ dân quan tâm và nhấn mạnh. Tỉnh sẽ công khai quy hoạch bản đồ chi tiết của dự án để người dân nắm được, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để cấp ủy chính quyền địa phương và người dân có nơi ở tái định cư tốt nhất. Các hộ dân có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng sẽ được trả lại diện tích đất tương đương hoặc lớn hơn số diện tích đã bị thu hồi. Đơn giá đất sẽ theo vị trí mặt đường, từng khu vực, không gian tâm linh của thôn sẽ đảm bảo giữ nguyên đảm bảo các điều kiện để cho người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước đó, hồi cuối năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quyết định về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát thông báo tìm chủ cho dự án này. Diện tích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo khoảng 202,88 hectare. Tổng vốn đầu tư dự kiến 9.625 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án 9.135,57 tỷ đồng, sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 489,9 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ đầu tư xây dựng toàn bộ các căn nhà tại các lô đất ở mới theo quy hoạch với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 40,51 hectare. Mật độ xây dựng 60-90%, tầng cao xây dựng 3-5 tầng. Đầu tư nhà ở xã hội theo quy hoạch với diện tích sử dụng đất khoảng 7,9 hectare, mật độ xây dựng 60-90%, tầng cao xây dựng từ 3-9 tầng. Đất tái định cư diện tích khoảng 1,37 hectare sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch nhà đầu tư bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý để bố trí tái định cư theo quy định. Đất hỗn hợp có chức năng ở, chung cư kết hợp thương mại dịch vụ diện tích khoảng 10,6 hectare, chiều cao từ 6-9 tầng, mật độ xây dựng 40-60%. Đất hỗn hợp không có chức năng ở là công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn, diện tích khoảng 33,6 hectare, tầng cao từ 6-9 tầng và 10-20 tầng, mật độ xây dựng 40-60%. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền. Đến đầu năm 2023, theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, sau khi kết thúc thời gian đăng ký thực hiện dự án, công ty CP Mặt trời Hà Nam là nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ đăng ký. Theo công bố đăng ký mới tại Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần Mặt trời Hà Nam được thành lập vào 20 tháng 5 năm 2022 và có trụ sở tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Mặt trời Hà Nam là ông Trịnh Xuân Nam, sinh năm 1971, trú tại Hà Nội. Trước đây, ông Nam từng làm việc tại Tatco,